con chúc cô chú dồi dào sức khỏe, vạn như ý, sống lâu trăm tuổi, khang ngân hưng vượng ạ. Con chúc cô chú các mạnh thường quân trong và nước là cảo bồ hồng một chúc năm là... mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý ạ. Thưa cô bác quý anh chị, tiếp tục hành trình thì những ngày giáp Tết như thế này thì Bùi Hồ tiếp tục qua nhà của chị Nguyệt, nhà hai các mẹ con mà có người chồng đi tù ở cô bác quý anh chị. Và đây là ngôi nhà của chị Nguyệt mà sau khi các chiếc ghe sau khi được các mạnh thường quân cắt cho gia đình của chị nè. Con tên gì của anh? Như phải không? Con tên Như phải không? Như xuống đi nè. Ôi giỏi quá. Dạ khỏe chị. Ủa sao cây cầu này yếu vậy ta? Tại nó nhúng á, cái đồ nhúng á. Ờ. Cái đồ cũng có gì chứ. Hôm trước em nhớ cây cầu nó dài lắm mà. Chị bé bé mượn bé đi ghe bán dưa luôn mà. Dạ hả? Dạ. À. Cho xuống đi chị. Dạ. Ừ, Thanh đâu? Nó đang ngủ ngủ kìa. Trời ơi, làm gì ngồi ngủ? Tới đi chị. Đi chơi. Ờ con giỏi quá. Ờ ngồi đi chị Nguyệt. Nhi bữa nay nhìn lạ quá ha. Nhi năm nay là nhiêu rồi ta? Nhi 17 hả? Nhi 17 hả? Rồi anh đâu chị? Anh đi dưa, mới đi dưa sáng. Đi anh đi dưa về ngày qua xong rồi sáng đi nữa. Anh đi dưa nè. Đi dưa hả? Đi dưa ghe. Dạ, ở đâu? Đi qua cồn nè lấy dưa. Xem đâu này. Qua cồn lấy dưa hả? Dạ. Ngày cái này anh làm bao nhiêu? Thì không gài anh cũng làm đỡ đỡ mà vô dịch tới lúc mà ảnh vừa về xong đó anh. Rồi vô dịch xong bữa ngăn đói luôn. Em cũng thú thật luôn, đói quá ngày hôm với phần cái bình đó nó bị hư rồi, cái năng lượng em không có tiền em bán. Em bán cái năng lượng luôn hả? Ờ cái bình nó hư trước. À. Rồi mấy cái năng lượng thấy gì để hoài đấy em có bán cái năng lượng luôn. Bán nhiêu? Bán được có 2 triệu mấy. Bán để ăn đó hả? Dạ. Không phải là để ăn, bán chứ mua, em mua chiếc xe đó. Em mua chiếc xe mà không đa, em còn để cho anh rồi. À, rồi anh chạy đò. Có nghĩa là để mình ăn chi phí hàng ngày. Dạ. Hay sao? Với vô dịch đó. Tắt TV đi Nhi. Tắt TV vô phải. Rồi bán được 2 triệu mấy. Dạ, bán được 2 triệu. Rồi điện mình xài bằng điện gì? Điện sống anh. Điện sống hả? Dạ. Ờ. Vậy là mình không xài năng lượng mặt trời nữa. Nó bị hư cái bình. Dạ, nó hư cái bình trước. À, giỏi quá con. Cậu khỏe không? Nhớ cậu không? Nhớ hả chị Nguyệt? Nhớ. Em cũng nhắc hoài với thằng số điện thoại của em mất tiêu nữa. Bắt đầu rồi em không có điện cho anh được. Hỏi thăm sức khỏe anh rồi kia vô dịch. Em nói anh vô dịch rồi không có ai làm được cái gì là cái gì chứ. Ờ à, ai cũng khổ hết à. Dạ đúng rồi. Anh cái này làm ngày được nhiêu ta? Anh đi làm, nếu mà đi bữa nay ngày mai, phía mai mới về là được 500. Ồ dạ. Vậy là được ăn Tết, được ngon rồi. Dạ cũng được. Rồi chị nãy nghe nói Nhi nói là làm em đi làm bông. Làm bông là sao ta? Cũng như đi quấn bông như ta để vô trong bao của anh. Rồi cho người ta đi giao gì đó, ngày cũng được 200 mấy. Ừ. Vậy là ngon rồi. Cái này qua dạ. Dịch này làm được mấy ngày rồi chị? Em mới làm bữa nay à. Với phần không ai con bé nè rồi. Đi dẫn nó theo. Giữ bé theo. Dạ. Bữa nay kêu cậu Bùi Hồ gạnh ghê trời. Bữa nay gạnh lắm rồi. Nhắc hoài luôn á, nhắc anh hoài luôn á. Ồ vậy hả? Hỏi bắt tay chứ cậu Bùi Hồ cái hả? Bắt tay cậu rồi. Ôi ơi. Ôi mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi? 2 tuổi. Con 3 tuổi. Con 2 tuổi. Con 3 tuổi. Con 3 tuổi. Con 3 tuổi gì ta? Con tuổi gì? Con cửi, con cửi, con trâu. Con chó. Con cửi, chó. Con cửi, con chó. Con trời. Ơi, đứng đây ơi, đứng đây ơi, đứng đây cho vui. Cậu Biệt, là cậu Biệt. Ôi, nói chung là nhà mình ở đây cũng êm thôi chị. Dạ. Thấy ở trên quan âm rồi có, mình có thờ cúng rồi. Dạ có. Cái gì ạ? Thôi là bộ hỏi ha. Ba lúc đầu 3 giờ vui dữ không? Dạ cũng vui. Thì giờ nói chung ảnh về thì em khỏe rất là nhiều nữa, chứ không khổ với một lần. Ảnh cũng đi làm, đi ghe chiến người ta không. Ảnh có còn đi thuốc lậu gì không chị? Không anh. Nghỉ luôn hả? Dạ. Cái đó giờ về mình phải bỏ luôn. Dạ. Mình mua được chiếc xe gắn máy hả? Dạ mua chiếc xe cũ có 1 triệu mấy 2 triệu vậy. À. Nó em đợi cho ảnh. Là mình bán cái bình ra mình mua? Bán cái năng lượng. Bán năng lượng bao nhiêu? Cái bình với năng lượng em bán được 2 triệu rưỡi. À, mình mua được 1 triệu mấy?
mua chiếc xe đó 1 triệu mấy 2 triệu, mình chia hơi điện người ta. Dạ. Với bằng vô dịch rồi không có đi làm được cái gì chứ, không ai đi làm, không ai nhúc nhích gì chứ, không cho ra đường luôn. Dạ. Rồi mình nãy em xuống vậy rồi chị luôn xuống xin người ta vậy người ta cho không? Dạ cho. Ta có nói gì không ta? Dạ không. Nói chung là thấy chị sức khỏe, gia đình đầm ấm vậy là vui rồi. Dạ. Em cũng Rồi Nhi, rồi vậy con làm gì? Con đi làm ở ngoài kia. Con làm gì? Làm quán nhậu á. Quán nhậu tên gì ta? Nghĩa Tình á. Ngày được nhiêu con? Ngày được 100 mấy. Con làm đủ năng. Thì đủ chi phí được rồi, giúp được. Mẹ được phần nào giúp? Có. Hả? Có, mà mấy ngày nay vô Tết con nghỉ. Con nghỉ rồi, sắp tới con làm gì? Đi qua Tết con mới đi làm. Cậu bùi hầu nữa. Ở hồi đó mà xuống sao nhớ em hay ta bé nè sống nhớ thấy vậy chứ nó khôn à, từ cái lúc ấy giờ nó không có bệnh luôn anh. Lâu nay là hết bệnh luôn ha. Từ lúc về cái gan này tới giờ là nó không có bệnh luôn. Chị phải thường xuyên thắp nhang mẹ quan âm đồ. Rồi Tết năm nay mình có sắm sửa gì chưa chị? Dạ cũng chưa có sắm gì. Dạ. Rồi nó kêu Thanh xuống gì? Thanh kêu, ngủ kêu, hả? Kêu ngủ kêu xuống không? Trời ơi, nó gặp cỡ, nó gặp anh chắc nó mừng lắm. Nhắc hoài luôn á. Vậy hả? Thì Thanh có đi bán vé số hay gì không chị? Thanh cái này cũng nghỉ bán mà nó cũng không có đi xin luôn. Nó nghỉ đi luôn. Nghỉ đi xin luôn. Dạ. Ôi đi xin tội nghiệp lắm. Dạ, đi xin của người ta là mình sẽ mắc nợ. Dạ. Thanh ơi. Thanh cậu kêu con. Rửa mặt đi con, lát xuống đây cậu bùa hồ lì thay mặt Mạnh Thường Quân lì xì. Dạ. Dạ. Rồi trong một năm qua ngoài cái dịch bệnh đó thì mình còn làm có cái nào tiến triển không chị? Dạ cũng vậy đó, ảnh đi ghe vậy đó. Ảnh đi ghe vậy đó cũng như em nói anh giờ cũng gì đi ghe cũng như đi bữa nay ngày mai giờ vậy đó. 500 ngàn xài trong nhà là xài đủ rồi. Có bọn không của ta. Rồi ở đây ai kêu em làm gì thì em đi làm nó gì đó. Đi quét nhà đi mướn cái gì cũng làm chứ. Dạ. Như bữa nay chơi cái đầu đổ cái đầu lên nhìn xì tin quá. Bởi vì nhưng mà thấy sao khi mà thấy gia đình mình có chỗ yên ổn gì mình em thấy cũng mừng ghê ta. Đúng rồi. Thấy cũng vui đó. Dạ em mừng cũng như em không biết gì hơn, cũng như cảm ơn Mạnh Thường Quân với cô bác trong ngoài nước giúp đỡ em được thời gian qua, em mừng rất là vui. Rồi chiếc ghe của mình nó an toàn không vậy? Dạ an toàn. An toàn hả? Dạ. Chỉ có điện là nó sao xài hơn năm là nó bị hư. Dạ có hư là hư trước cái bình thôi. Còn cái mặt trời vẫn còn bình thường. Dạ mặt trời bình thường với phần vô dịch đó rồi không có làm gì được, sẵn cũng như em bán. Em thì em thiệt nó thiệt chứ em không biết nói sao. Đúng rồi chị chứ em không có giấu giếm gì thiệt vô. Nhưng vô mà mình dịch. Cố gắng giữ lại dạ, hết đó. Để cố gắng làm càng ngày càng phát huy. Ví dụ năm nay có cái dạ. Bè làm bè năm sau có cái nhà chẳng hạn. Em hứa dở gì tại vì cái phần cái bình nó hư rồi em không có tiền em mua vô dịch đó. Em không có tiền em mua cái bình lại. Rồi sẵn em đang khổ nữa. Rồi vô dịch không có nhúc nhích gì được, không có đi làm, không bước lên bờ không được nữa. Rồi cái gì em mới bán luôn. Bán được sống thời gian qua dịch đó. Nhìn kìa, nhìn hồi lần á, lúc mà ở trong cái chòi năm rồi, 2 năm trước. Sớm á. 2 năm trước ở trong cái chòi thấy sao ta? Thấy bệnh hoạn dạ, rồi thấy bệnh chị... hoài hoài luôn, bà từ lúc mà về về có cũng như anh cho được cái ghe này về tới giờ là cháu nó không bệnh luôn. Hết bệnh luôn. Dạ nó hết bệnh với phần ba giờ. Qua đây ngồi đi Thanh. Có phần đồ mình mẩy lắm. Rồi vậy đấy, tròn trịa dễ thương được rồi. Nói lời nào với lại Mạnh Thường Quân coi, cho vui tỉnh ngủ thôi. Dạ con chúc Mạnh Thường Quân khang hoàng độ lạ. Có nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi ạ. Ô. Giỏi ta. À, sang năm mới sao? Dạ. Chúc Mạnh Thường Quân sang năm mới sao? Năm mới là chúc nhiều sức khỏe. Biết luôn. Bị luôn. Biết luôn. Còn nghĩ gì mà nói đó thôi, khỏi cần nhân từ. Năm mới ai khang ninh dưỡng. Cảm ơn hào.
biết rồi, cậu biết rồi. Nói chung là nhà mình ở chỗ này cũng sạch sẽ ha. Dạ. Cậu bơ không? Mát không chị? Mát anh. Ờ. Xong bắt quạt đi cho cậu. Đây, chị với lại chị với lại Thanh lần chị với anh ngủ dưới này. Không, bây giờ em dặn là ngủ trước nè. Ngủ rồi trước. Giờ, giờ Thanh nó cứ ghi nó ngủ trong này nè. Thanh ngủ dưới này. Ờ rồi ở trên thì Nhi. Nhi ngủ trên này. Dạ, tại nó ở trong mới mua cái quạt nữa đó. Mua quạt cho Thanh nó nằm thêm nữa. À, ngủ dưới này em hơn là ngủ trên trại thôi lần không Thanh? Dạ. Em ạ. Em sao? Dạ ngủ dưới này trên trại chặt lắm. Bốn người ngủ một cái chật. Với lại nó giò con à, Nhi con bước qua con xây cái quạt sau lưng cho cậu, bắt cái quạt cậu cho mát rồi con. Được rồi, được rồi. Mưa giọt phải Nhi. Ờ ừ, đúng rồi đó. Mưa giọt phải con. Dạ trên trại một lần ngủ có khi nó giò. Quay sau lưng anh đi cho mát. Nó chặt cứng rồi. Ờ. Ở dưới đây thì không đâu cậu. Mát đi. Thì đó con. Dưới đây thì thoải mái ha. Dạ cậu. Ờ. Cậu ơi, cậu để cho nó quay đi. Yeah. Cho nó mấy điều. Ngoan quá ta. Nói chung là gặp gia đình của chị Nguyệt là thấy mừng á. Nói chung cũng có những cái vì cái điều kiện kinh tế của mình á thì mình phải bán đi cái bình năng lượng để mình xài điện sống. Tại mình đâu có xài điện này nữa, đúng không? Dạ, với phần em biết em có lỗi là cũng cái là cũng như của bên Mạnh Thường Quân giúp cho em mà để em bán gì mà em khổ quá đi. Em không biết làm gì để ra tiền cho sống những vô mùa dịch. Cái đó em thú thật. Dịch là không đi đâu được. Không có nào làm gì được chứ. Đi ra đường thôi, nó còn hỏi là mình đi đâu thôi, cứ không đi cho đi nữa. Không cho đi gì chứ. Rồi em nói nó vô dịch không có tiền. À, nước đây nước mình sử dụng, mình uống nước bình hả chị? Dạ em đổi nước gì không phải phích 10 ngàn gì đó. À có 10 dạ. ngàn thôi nhưng mà dạ. nó vệ sinh. Dạ còn ở sao em xài rồi cũng như vô cơm, nấu cơm rồi đó. Là em múc cái xong chờ nước lớn lên á. Lắng lên. Dạ em múc lên em lóng rồi em xài. Còn uống thì em đổi nước bình. À. Mỗi ngày chi phí của mình nhiều không chị Mai? Cũng trăm mấy. Mà ảnh có ảnh đi làm dưa rồi này kia. Khi em cũng đi làm là dưa rồi xuống ghe, rồi em đi bắt dưa rồi. Được trăm mấy. Chị cũng đi làm với ảnh luôn. Dạ. Dạ. Nhưng mà nhà chị hiện nay làm nó bắt đầu ổn dần, có nghĩa là các bé nó lớn lên nó lao động được nè. Dạ. Nó ít chi tiêu lại gì con? Nó ít chi tiêu lại. Dạ. Đúng không? Dạ. Nhà mình ngày ăn cơm nhiều gạo không? Dạ, thẳng thắn luôn ba lon, bốn lon gạo. Bốn lon gạo một ngày. Gạo đủ. Một buổi hả? Dạ. Ồ. Nghi dảo luôn. Nghi xanh đi. Ờ. Có cậu đây mà khóc vậy. Năm mới thấy gia đình mình ai cũng được sức khỏe mà đặc biệt là sau được dịch bệnh vừa rồi thì gia đình mình an toàn vượt qua hết à. Chị dạ. Các bé là chích ngừa hết chưa? Dạ, nói chung ra là chưa có đứa nào chích của mình em đủ mũi hết. Anh chưa nữa. Chị chích thuốc gì ta? Em chích chú á. Ờ. Em đủ mũi rồi. Dạ. Ủa anh đến thời điểm này chưa chích luôn? Anh chưa chích nữa mà biết sao không? Tại anh chưa có làm giấy được. Bởi chưa có chích. Cậu. Mà anh cũng đâu có đi đâu rồi, anh cũng đâu có bệnh hoạn. Từ lúc vô dịch tới giờ ai bệnh chứ trong nhà không có. Nói chung ra chờ thương, chờ người nuôi. Khổ rồi, không có ai bệnh hết trơn. Sao Thanh con nói sao? Tại vì con chưa 12 tuổi nên con chưa chích vaccine ạ. Giỏi ta. Im đó chứ cậu ngồi hồ nói chuyện. Ai chúc cậu vừa hồi sức khỏe thôi. Chúc cậu nói gì rồi? Bắt đầu năm mới. Dạ. Nói đi. Chúc cậu với năm cũ bắt đầu năm mới. Bắt đầu năm mới. Chúc cậu. Ngồi đâu quạt nói chuyện đâu quạt. Ờ. Khang ngân hình bộ. Dạo này. Tào lao hả? Đúng rồi anh nói đúng rồi sao chửi anh? Anh nói đúng rồi đó. Nói chung là gặp gia đình mình ấm cúng mà có gái là anh đi làm chưa rồi ha. Dạ. Mình có sắm sửa gì Tết cho nhà chưa? Có, em mới mua ngày qua là nói chung ra em là mua qua Tết em mới trả. Có quà chị trên này nè. Mua gì chị? Mua nước ngọt rồi đó. À. Em mới mua để đó em chưa có sẵn cho anh. Rồi có mua bông hoa rồi quần áo mới rồi cho các bé chưa? Dạ có. Có hả? Dạ có. Tụi con tự nó sắm không? Tự mua. Ồ, giỏi ta. Có Thanh á, Thanh là ba của Thanh mua được 2 bộ. Còn Nhi tự mua á. À, Thanh. Con tự mua được mấy bộ rồi Nhi? Dạ được 5 bộ, 1 bộ đồ game với 4 bộ đồ cầu thủ, cho ba 1 bộ là còn 3 bộ. Cho ba con 1 bộ. Dạ.
Còn Thanh? Dạ ba con mua con 2 bộ ạ. Ồ vậy ấm cúng quá rồi. Tết có tính đi vòng vòng chơi không? Dạ có. Đi đâu? Con đi vòng vòng. Con 5 tuổi. Ờ con 5 tuổi. Con dạ con đi về ăn lâm chúc mấy chị cậu ấy ăn lâm lì xì ạ. Dạ. Ờ Tết lì xì được nhiêu rồi? Dạ con chưa được lì xì để Tết con đi xuống ăn lâm xin lì xì ạ. Dạ. À, không có đi xin nữa nghe Thanh nha. Dạ. Ừ. Nói chung là hôm nay á, đến đây gặp gia đình mình có sức khỏe vui lắm. Với lại thấy các bé nó càng ngày nó càng lớn à. Thì chị cũng gia đình của mình cũng dịch kia rồi cũng khó khăn á. Dạ. Gia đình của mình cũng cố gắng làm ăn gì cũng được rồi. Mong thì càng ngày càng phát triển hơn. Thì hôm nay đến đây thay mặt cho chú cũng tất cả các mạnh thường quân để mà thăm lại gia đình của mình. Dạ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là em thay mặt cho chú Kevin Trần ở Mỹ á. Tặng cho gia đình mình cái đèn. Cái đèn này là đèn năng lượng nè. Đã chú hướng dẫn cho Thanh. À, đây là mình gạch lên gì là nó sáng nha chị. Úp lại gì là nó tắt nè. Rồi đây là cái bóng gì. Cái đèn. Đèn pha của mình á. Đèn pha mình gọi dưới sông thôi chị. Đó. Mình bấm cái. Bấm cái nữa là. Rồi bấm cái nữa là tắt ha. Mình đè xuống ở trên này nó trở thành đèn ngủ nha chị. Đó. Đèn cái là nó tắt nè. Ở chỗ này thì nó có đồ sạc điện thoại luôn nè. Ai, chỗ này nó có đồ sạc điện thoại. À, thì ở đây chị có thể mén cái móc này là chị có thể mén lên hay sao á. Hết nếu như mà hết cái hết năng lượng á thì chị sạc ha. Đây em gửi cho gia đình của mình đây nè cái hộp luôn nè. Dạ. Anh Thanh dạ con cảm ơn cậu ạ. Con cảm ơn các cô chú mạnh thường quân ạ. Giỏi quá. Rồi con tấm gì quên mất tiêu rồi. Con tấm gì con lấy mình sửa như nói vâng, cho cậu vâng. Con kinh đường. Như. Ờ, nhớ Như Nhi Thanh mà. Rồi hôm nay Như là đây kia, chú Bùi Hồ lì xì cho. Bỏ bình ga, bỏ bình sữa ra. Hôm nay thì còn... đại diện cho chú Kevin Trần ở Mỹ thì lì xì cho các bé một cái món quà Tết như lúc nãy mà Bùi Hồ đã có nói đó là đây em ra lì xì cho gia đình của mình là bé Như. Con cảm ơn cậu Quyên Trần. Chú này ở Mỹ rồi, đây là con cảm ơn Thanh. Con cảm ơn các cậu Mạnh Thường Quân giúp đỡ ạ. Nhớ cố gắng ngoan là các cô các chú vui rồi ha. Dạ. Đây là Nhi nè. Dạ con cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã lì xì cho con ạ. Đó là món quà Tết. Coi coi trong đó có tiền không. không chưa coi luôn. Đó. Nói chung là thôi gia đình mình ăn Tết cho dễ, chúc gia đình mình có một cái năm mới sức khỏe dồi dào vạn sự như ý nè. Rồi bây giờ gia đình mình có muốn nói gì với Mạnh Thường Quân cũng như có lời chúc Tết nào không? Dạ cũng như em chúc Tết cũng như cô bác ở Mạnh người trong ngoài nước vậy, cũng như ăn Tết dồi dào vạn sự như ý, cũng như cho sức khỏe được dồi dào hoài hoài. Thanh dạ con chúc cô chú dồi dào sức khỏe vạn như ý, sống lâu trăm tuổi, khang an thịnh vượng ạ. Con chúc cô chú các mạnh thường quân trong và nước là cả bồ hồng một chúc năm hồ. Mới vui vẻ an khang thịnh vượng vạn sự như ý ạ. Giỏi quá ta. Rồi thôi em cảm ơn gia đình của mình rất là nhiều. Chúc gia đình của mình sức khỏe cho em chập vôi hành thôi. Xin chân thành cảm ơn cô bác quý chị là Mạnh Thường Quân ha. Xin chân thành cảm ơn chú Kevin Trần và tất cả các Mạnh Thường Quân từ trước đến nay đã hỗ trợ cho gia đình của chị Xuyên có một cái mái ấm như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị.